Thưa quý vị, chương trình giáo dục trải nghiệm về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố của Bảo tàng Đà Nẵng bước đầu đã phát huy được hiệu quả cao khi nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều học sinh, sinh viên, qua đó bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đây là chương trình giáo dục di sản văn hóa Đà Nẵng trong hành trình Nam Tiến do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tại đình làng Hải Châu vừa qua. Chương trình đã thu hút khoảng 30 em học sinh trên địa bàn tham gia. Em nào cũng háo hức với buổi giáo dục trải nghiệm thực tế này. Em đã được các cô hướng dẫn đi tham quan đình làng Hải Châu và biết được về hành trình Nam Tiến. Em cảm thấy mình đã biết được rất nhiều về lịch sử. Em rất vui khi được tham gia chương trình này. Em nghĩ là việc mà chúng ta có cái lớp học ngoài trời và cũng như là sẽ giúp cho học sinh thu thập được những kiến thức mà trực quan hơn, đặc biệt là về bộ môn lịch sử, một trong các môn chính trong chương trình giáo dục phổ thông mới của năm 2018. Và đây cũng là điều kiện cho chúng em có được những kiến thức và những thông tin mới nhất phục vụ cho chúng em trong cấp học của mình. Đồng hành cùng các em còn có phụ huynh. Hầu hết các phụ huynh cho biết thường xuyên dành thời gian cho các con tham gia những chương trình trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là trong dịp hè, để các con có được khoảng thời gian bổ ích, ý nghĩa. Trước hết thì khi mà cho các con tham gia vào chương trình giáo dục ngoại khóa như thế này, thì cái mong mỏi lớn nhất của chúng tôi đó là muốn cho các con là tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương và giúp cho các con hình thành được cái phẩm chất yêu nước, yêu quê hương và giúp cho các con bồi bổ thêm được các kiến thức mà trong nhà trường chưa có thể dạy các con được. Theo lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng, trong thời gian qua, thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, Bảo tàng Đà Nẵng đã xây dựng nhiều chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa cho học sinh dưới hình thức học ngoại khóa tại bảo tàng, mang lại hiệu ứng cao. Nay mở rộng thêm tại các điểm di tích trên địa bàn thành phố sẽ góp phần quảng bá, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn. Từ khi mà xây dựng kế hoạch để làm chương trình giáo dục di sản văn hóa tại di tích, thì trước tiên là chúng tôi đã nghiên cứu, chọn địa điểm và quyết định chọn đình làng Hải Châu, một cái đình làng rất là có ý nghĩa trong cái lịch sử văn hóa của Đà Nẵng, mang ý nghĩa là mở cõi của người Đà Nẵng. Và khi xây dựng chương trình này thì chúng ta phải nghiên cứu tư liệu và xây dựng cái chương trình theo một hình thức thế nào để phù hợp với đối tượng học sinh, và đối tượng hướng tới là học sinh cấp 2, nó gắn liền với cái chương trình học của các em ở trên trường phổ thông. Sau đó thì các bạn sẽ dạy thử nghiệm và chúng tôi sẽ lấy ý kiến khảo sát từ giáo viên, học sinh, từ các đoàn viên thanh niên để mà đánh giá lại chương trình, điều chỉnh cho phù hợp và sẽ triển khai chính thức trong năm học tới. Lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng cũng nhận định độ tuổi càng lớn thì độ tiếp cận với lịch sử văn hóa càng khó hơn vì các em có nhiều sự lựa chọn về hình thức giải trí hay tìm hiểu kiến thức. Nên Bảo tàng hy vọng thông qua những nỗ lực xây dựng các chương trình trải nghiệm về di sản văn hóa thế này có thể làm cầu nối gắn bó các em với lịch sử văn hóa của thành phố.